Với tôi, tắm là một hành động của tình yêu. Cổ phải sạch không tì vết để cô ấy lưu lại dấu vết. Vai phải sạch thơm êm dịu, cô ấy thích dựa vào mỗi khi ngại ngùng. Đặc biệt là vùng tối phải sạch thơm vô đối để cô ấy lạc lối vì yêu. Sữa tắm X-Men sạch khuẩn mới, tắm càng sạch, yêu càng đắm say.